bài Sumo Deadlift. Thường thì những cái người người ta tập deadlift thì người ta sẽ rất là mắc là nhiều lỗi sai, tức là các bạn không giữ vững được cái phần lưng và cái phần mông của các bạn ưỡn quá nhiều, làm cho nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần lưng dưới của các bạn. Lợi ích của bài tập sumo deadlift là giúp cho các bạn cải thiện vòng 3 rất là tốt. I go in, man.